Kính chào quý vị, hiện tại thì Quang Quý đang có mặt tại cổng chào của dự án Đại đô thị Nhân Hội New City thuộc khu kinh tế Nhân Hội nằm trên bán đảo Phương Mai ở thành phố biển Quy Nhơn. Và ngày hôm nay, Quang Quý mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi dạo một vòng quanh đô thị vàng bên vịnh biển, nơi đang thu hút sự quan tâm của rất là nhiều nhà đầu tư location trên khắp cả nước quý vị nha. Quý vị, từ nãy tới giờ tham quan thực tế dự án thì Quang Quý càng hiểu rõ lý do vì sao từ lúc dự án khởi động vào đầu tháng 10 đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của thị trường. Đất nền và nhà phố ven biển tại Nhân Hội New City với số lượng giới hạn đã liên tục được các nhà đầu tư săn đón vì tính khan hiếm, nhất là khi quỹ đất phát triển nghỉ dưỡng ven biển đang dần cạn kiệt. Bên cạnh đó, tiềm năng của Nhân Hội New City được bảo chứng nhờ vị trí hai mặt tiền đắc địa. Một mặt là mặt tiền quốc lộ 19B, một mặt giáp biển Đông hướng Vịnh Kỳ Co. Đây là lợi thế đặc biệt để phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Quốc lộ 19B được xem là tuyến giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi kết nối trực tiếp từ khu kinh tế Nhân Hội đến sân bay Phù Cát, trung tâm thành phố và nhiều danh thắng nổi tiếng. Công trình giao thông quy mô này góp phần củng cố hệ thống giao thông đa dạng và hiện đại của Quy Nhơn, rút ngắn hành trình từ sân bay Phù Cát về khu kinh tế Nhân Hội theo yêu cầu của các nhà đầu tư tại Bình Định. Từ đó, đón đầu các làn sóng đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan vào khu kinh tế trong giai đoạn tới. Ngoài ra, đại đô thị này còn nằm ở tọa độ vàng, lõi trung tâm của khu kinh tế Nhân Hội, nơi thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, rót vốn đầu tư ở nhiều lĩnh vực, cùng hàng loạt dự án bất động sản ven biển đang được triển khai. Sở hữu 116 hectare quỹ đất vàng ven biển trên bán đảo Phương Mai, Nhân Hội New City do tập đoàn Danh Khôi phát triển không đơn thuần là đại đô thị kiểu mẫu. Nơi đây còn được định hướng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, mua sắm, thương mại, vui chơi giải trí bất tận xuyên suốt ngày đêm. Với chuỗi tiện ích hiện đại gồm công viên chủ đề Nhật, quảng trường biển, phố đi bộ, phố mua sắm, trường học tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, tập đoàn Danh Khôi dành rất nhiều diện tích cho mảng xanh nhằm kiến tạo không gian sống trong lành, bình yên. Biến nơi đây thành vùng đất location mà bất cứ nhà đầu tư, khách hàng nào cũng mong muốn được sở hữu. Hiện tại, cơ sở hạ tầng của dự án đang hoàn thiện từng ngày, mang đến diện mạo khang trang, đẳng cấp cho dự án. Thưa quý vị, tạm rời công việc và nhịp sống phải nói rất là bận rộn của thành phố sau nhiều tháng giãn cách ở nhà, thì ngày hôm nay Quang Quý ra tới đây thì Quang Quý đang cảm thấy rất là thoải mái, thưa quý vị, với màu xanh của biển và cũng như là làn gió cực kỳ mát mẻ, cảm nhận như là thời gian trôi chậm lại và mọi căng thẳng đều tan biến hết. Nguồn không khí trong lành từ biển đã mang theo vượng khí và cũng như là năng lượng, sự bình yên của bán đảo, đặc biệt là tầm nhìn thoáng đãng độc đáo tại đây rất đặc biệt, thưa mọi người. Rất khó để tìm được một thế đất ven biển sở hữu cùng lúc 8 tầm nhìn, 8 hướng kết nối đắt giá tại Nhân Hội New City, gồm sân bay Phù Cát, Linh Phong Thiền Tự, Đồng Thị Nại, trung tâm thành phố Quy Nhơn, Kỳ Co, Gành Ráng, Eo Gió, Vịnh Phương Mai và cả biển Đông, thưa quý vị. Đây đều là những địa danh, những điểm đến nổi tiếng của Quy Nhơn. Kính thưa quý vị, phân khu 249 được quy hoạch theo mô hình liên bang các phân khu trong quy hoạch kiến trúc là điểm độc đáo khác biệt của Nhân Hội New City. Và mô hình này đã tạo nên một tổng thể đại đô thị tích hợp về hình thái quy hoạch, kết nối tiện ích đa phong cách và từ đó cũng gia tăng tuần hoàn các giá trị cộng sinh về tài sản, thương mại và dịch vụ. Các phân khu tại dự án Nhân Hội New City chính là các tiểu bang tái hiện phiên bản tiểu Đông Á độc đáo. Và cụ thể thì phân khu 2 theo phong cách Singapore chú trọng vào các yếu tố giáo dục với các tiện ích trường học tiêu chuẩn quốc tế. Ở phân khu 4 được phát triển theo phong cách Nhật Bản chú trọng các tiện ích hướng đến chăm sóc sức khỏe. Và phân khu 9 theo phong cách Hàn Quốc với công viên ánh sáng được lấy cảm hứng từ công viên Everland nổi tiếng. Nếu chúng ta xây một ngôi nhà ở đây để tận hưởng cuộc sống cân bằng, chất lượng hoặc là kinh doanh dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng chắc chắn sẽ rất là thích hợp. Cá nhân Quang Quý cũng đang rất là quan tâm đến bất động sản ven biển
Và có thể sau ngày hôm nay thưa quý vị, Quang Quý cũng sẽ tìm hiểu để đầu tư một mảnh đất nền tại Nhân Hội New City, nắm trong tay giá trị sinh lời vượt trội. Nhân Hội New City hiện đang mở bán sản phẩm đất nền và nhà phố liên kế ở phân khu 249 với mức giá hợp lý chỉ từ 2 tỷ 390 triệu đồng một nền cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như chính sách hỗ trợ 0% lãi suất, ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng, chiết khấu lên đến 10% khi khách hàng chọn phương thức thanh toán nhanh, ưu đãi tối đa 4% dành cho khách hàng mua sỉ. Và bên cạnh đó, nhà đầu tư còn được cam kết mức lợi nhuận lên đến 150 triệu đồng hoặc được hỗ trợ chi phí xây dựng 200 triệu đồng. Bên cạnh hàng loạt các chương trình ưu đãi và hỗ trợ tài chính, thì đặc biệt ngay sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán, quý khách hàng có thể tiến hành xây dựng nhà ngay với nhiều cao độ tầng, với thiết kế đa dạng khác nhau và được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài quý vị nha. Đây là một yếu tố hiếm hoi đối với bất động sản ven biển. Và bên cạnh đó, với sự hợp tác toàn diện từ VP Bank và BV Combank, nhà đầu tư có thêm lý do để yên tâm đầu tư vào Nhân Hội New City khi có được đòn bẩy tài chính vững vàng. Như vậy thì có thể thấy cơ sở hạ tầng và tiện ích tại đại đô thị Nhân Hội New City đang dần hoàn thiện và kèm theo đó là pháp lý hoàn chỉnh. Với sự hình thành khu đô thị phức hợp ven biển có quy mô đẳng cấp bậc nhất này thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi Quy Nhơn, thành phố cảng biển được tiếp thêm sức sống mới, sôi động và hiện đại hơn, kỳ vọng trở thành thủ phủ du lịch của khu vực. Còn bây giờ, Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị tại Nhân Hội New City.